Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam bây giờ là ngày thứ năm. Và cái video trước một video này có nghĩa là cái video 623 thì tôi đã cập nhật những cái tài liệu liên quan tới thị trường crypto. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin liên quan tới thị trường tài chính để các bạn có thể nắm được là những cái chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay. Thì chúng ta nhìn vào tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy được là những cái chỉ số như là chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đã tăng trưởng ngày hôm nay Chỉ số Dow Jones là tăng 0,68% Chỉ số S&P 500 là tăng 0,78% Và chỉ số Nasdaq đã tăng 1,44% Và các bạn thấy được là ngày mai thì như thế nào Thì các chỉ số hoạt động tương lai bây giờ Thì cho thấy được là ngày mai chúng ta có thể là thấy cái đợt đi xuống nhẹ Như là các chỉ số Futures của Dow thì xuống 0,13% S&P thì xuống 0,18% và Nasdaq Future thì xuống 0,14% Tuy là đi xuống nhưng mà thực sự là không có đi xuống nhiều Và đặc biệt các bạn thấy là vàng hôm nay đã trở về hơn 1.800 đô Và bây giờ là 1.819 đô chúng ta có đang nói tới vàng trong cái video 623 thì tuy chúng ta thấy được là vàng đã trở lại cái mức cao cái mức cao lần cuối cùng mà qua 0.800 đô là năm 2011 thì 9 năm qua vàng không có sự tăng trưởng mạnh nhưng mà bây giờ đã tăng trưởng trở lại thì nhiều người cho là vàng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh thuận thì cũng nghĩ như vậy nhưng mà thật ra thời điểm bây giờ thì vàng bitcoin và chứng khoán vẫn tiếp tục đi song song với nhau chúng ta vẫn chưa rõ là khi nào thì vàng và bitcoin mới thực sự là tách rời ra khỏi thị trường chứng khoán và xu hướng kế tiếp của chứng khoán sẽ như thế nào. Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán một lát nữa các bạn sẽ thấy được là bây giờ là có rất nhiều cái nghi vấn hiện tại. Nhưng mà chúng ta nói tới dầu thì hợp đồng tương lai của dầu bây giờ là các bạn thấy ở mức là 40 đô 47 cent cho một thùng dầu. Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì mà đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình của chứng khoán thì các bạn thấy được là chỉ số của chứng khoán đã tăng lên khi chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của S&P 500 thì rất rõ ràng các bạn thấy được là sau khi dịch bệnh xảy ra thì chứng khoán đã đi xuống rất là nhiều chỉ số S&P 500 là cái biểu đồ mà các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà ngay sau đó lại tăng lên rất là mạnh rất rõ ràng bây giờ là một hình chữ V như là nhiều người trước đây đã chuẩn đoán nhưng mà cách đây khoảng chừng 3 tuần khi mà chúng ta nhận được nhiều cái sự lo lắng liên quan tới là những ca nhiễm tăng trưởng những ca nhiễm bây giờ vẫn tăng trưởng nhưng mà lúc đó đã dẫn đến cái việc là chứng khoán lại đi ngược cho xuống nhiều người cho là chúng ta sẽ thấy cái đáy mới nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là cho tới ngày hôm nay ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng lên nhưng mà các nhà đầu tư ở trong thị trường chứng khoán hầu như đã không quan tâm tới cho nên cái chỉ số chứng khoán vẫn tiếp tục tăng lên ở Hoa Kỳ thì tại sao những nhà đầu tư lại không quan tâm tới thì có một số những cái tài liệu khác họ nhìn vào và họ cảm thấy có cái lòng tin hơn về cái sự hồi phục của thị trường của hoa kỳ như chúng ta nói tới gì nền kinh tế thì nhiều bạn còn đang nhớ là thường chia sẻ những cái biểu đồ liên quan tới là có bao nhiêu người bây giờ đặt bàn à, đi nhà hàng có bao nhiêu người bây giờ là đặt khách sạn có bao nhiêu người bây giờ là đặt vé máy bay thì chúng ta thấy được là tuy là cái số ca nhiễm tăng lên nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn thấy cái sự hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ là hồi phục chậm hơn là nhiều người tưởng tượng nhưng mà vẫn không đến nổi làm cho những nhà đầu tư bây giờ sợ hãi và bán hết cổ phiếu và chứ dù là có bán đi nữa thì các bạn cũng đã biết là có cái số tiền đứng ở ngoài lời rất là nhiều cái số tiền mà chúng ta cũng đã biết là 7.000 tỷ đô la đang chờ đợi tình hình kế tiếp nếu như mà chứng khoán đi xuống nhiều người có thể cho đây là cơ hội tốt để mua và sau đó chứng khoán sẽ được đẩy trở lên cho nên trong thời gian ngắn hạn Thuận thì không nghĩ là chứng khoán sẽ đi xuống Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của Thuận Thuận muốn chia sẻ với các bạn Và một trong những cái tài liệu mà làm cho nhiều nhà đầu tư an tâm hơn Đây là cái biểu đồ liên quan tới những người mà khai thất nghiệp ở Hoa Kỳ Thì các bạn thấy là sau khi mà dịch bệnh xảy ra là tháng tư số lượng người mà khai thác nghiệp đã lên rất là nhiều các bạn cũng đã nhớ là trong thời gian chỉ có vài tuần mà số lượng người khai thác nghiệp đã lên tới 30 triệu người nhưng mà sau đó các bạn thấy là hàng tuần thì cái số lượng người khai thác nghiệp càng ngày lại càng giảm xuống và cái phần trăm thất nghiệp tháng vừa rồi cũng đã cho thấy cái sự hồi phục lại người dân đã có thêm việc làm và các bạn thấy là ngày mai là ngày thứ năm có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được những tài liệu mới liên quan tới thất nghiệp và bây giờ chẩn đoán thì mọi người chẩn đoán là cái số lượng người mà khai thất nghiệp cái tuần đầu tiên của tháng 7 như là kết thúc ngày 4 tháng 7 là khoảng 1,39 triệu người nếu như mà ngày mai chúng ta nhận được cái tài liệu xấu hơn thì chứng khoán sẽ xuống Nếu như chúng ta nhận được cái tài liệu tốt hơn thì chứng khoán có thể đi lên Đây chính là những gì mà nhiều nhà đầu tư đang mong đợi ngày mai Và các bạn thấy là bây giờ thì các chỉ số của hợp đồng tương lai thì hầu như là đang chỉ đi xuống có nghĩa là nhiều người lo ngại là chúng ta sẽ nhận được nhiều tài liệu xấu ngày mai nhưng mà cũng không đi xuống nhiều và ngoại trừ liên quan tới thất nghiệp ra thì khi mà chúng ta nói tới cái số lượng người mà khai thất nghiệp thì thực ra đây là một con số ta gọi là lagging Indicator, có nghĩa là các bạn chỉ biết được khi mà đã quá trễ Như là các bạn thấy là tuy là chúng ta nhìn bây giờ thì thấy rất rõ ràng Là cái số lượng người thất nghiệp ngày lại càng đi xuống Nhưng mà ở trong cái thời điểm giả sinh cách đây Một hai tháng thì chúng ta không nhìn được cái vấn đề này Cho nên đây là một cái điều mà chúng ta chỉ biết khi mà đã quá muộn Cũng như là bây giờ chúng ta thực sự không biết được là tình hình thất nghiệp kế tiếp sẽ ra sao tại vì các bạn thấy lúc nào cũng sẽ có một cái sự trì hoãn như là bây giờ là lại có thêm một số những tiểu bang là họ bắt những cái uh, quán bar phải đóng cửa hay là một số nơi bây giờ ở cali lại phải đóng cửa và không cho uh, người ta mua đồ ăn và ăn tại chỗ mà chỉ có thể là mua to go các bạn thấy là lại có một số những người bây giờ lo ngại dịch bệnh họ không có đi ra ngoài đường để mà uh, họ mua sắm hay là họ ra ngoài đường để mà cắt tóc hay là làm móng tay cho nên khi mà chúng ta thấy cái sự hồi phục Đây là những cái tài liệu mà chúng ta đã thấy là cách đây là vài tuần Có nghĩa là phản ảnh những gì đã xảy ra cách đây vài tuần Nhưng mà những gì đã xảy ra cách đây một hai tuần Thì chúng ta vài tuần nữa mới biết được là cái số lượng người khai thất nghiệp như thế nào Tại vì khi mà người ta khai thất nghiệp Thì sẽ không có hiện lên liền Các bạn thấy là thất nghiệp khi mà các bạn khai thì nhiều khi là phải chờ một tuần hai tuần thậm chí nhiều người chờ tới một hai tháng thì mới được chấp nhận và những cái tài liệu đó mới được ghi nhận sau này cho nên chúng ta bây giờ nhìn vào những gì trên màn hình thì thấy là tình hình là vẫn còn đang rất là tốt nhưng là chứng khoán tăng lên nhưng mà trên thực chất có tốt gì hay không chúng ta phải chờ vài tuần nữa mới biết được là những gì đã xảy ra trong vòng 2 tuần qua liên quan tới dịch bệnh tăng lên thì có ảnh hưởng như thế nào đó với cái số lượng người khai thất nghiệp và những gì mà chúng ta thấy bây giờ thực sự mình nói là vẫn chưa có phản ánh được là tình hình kinh tế sau này sẽ ra sao. Tại vì đối thủ thì thường nghĩ là sẽ có rất nhiều thay đổi mà chúng ta không thể lường trước được. Ngay cả bây giờ nếu như mà các bạn nhìn vào tình hình bây giờ so với lại cách đây khoảng chừng là hai tháng khi mà các tiểu bang bắt đầu là đóng cửa không cho người dân ra ngoài. Thì mà cũng đã thấy là cái thời gian đóng cửa đó thì nhiều người lúc đó vẫn nghĩ là đây là một cái thời gian tạm thời có nghĩa là sau khi mà mở cửa trở lại thì mọi việc sẽ bình thường rất rõ ràng là mọi việc không bình thường và có rất nhiều sự thay đổi sẽ dẫn đến nền kinh tế giống như cái cơ cấu sẽ bị thay đổi đối với thuận Tuy như là các bạn thấy là ngay cái công ty của Thuận bây giờ là Thuận mới hợp hồi sáng là có trở lại công ty làm hay không chúng ta cũng không biết được Tại vì bây giờ là nhiều người làm ở nhà và trong vòng 2 tháng qua thì cái hiệu suất làm ở nhà vẫn rất là tốt Cho nên là công ty có thể là trả lại mặt bằng mà chỉ mướn một mặt bằng nhỏ hơn Cho nên cái số lượng người mà trở lại công ty để mà làm việc trong công ty sau này sẽ ít hơn Điều này các bạn thấy nó sẽ dẫn đến việc là người ta lái xe ít hơn Thì dẫn tới việc là người ta sẽ đổ xăng ít hơn Thì giá dầu sẽ như thế nào Và các bạn cũng đã biết là những cây xăng À, thì ở hoa kỳ nó sẽ có những tiệm tập hóa nhỏ và những tập hóa nhỏ đó là họ sống là nhờ người ta đổ xăng trong cái lúc người ta đổ xăng người ta vô trong đó để người ta mua lô tô người ta vô đó để mà người ta mua những cái thức ăn nhanh cho nên bây giờ không có nhiều người đổ xăng thì cũng đồng nghĩa là những cái tiền tập hóa đó thu nhập sẽ bị giảm xuống cho nên nghe mà thấy được là những cái sự thay đổi liên quan tới người dân đi làm liên quan tới là dịch bệnh này dẫn đến là cơ cấu của kinh tế sẽ rất là bị thay đổi cho nên sau này kinh tế hoa kỳ sẽ ra sao chúng ta vẫn chưa có biết được đây là một điều mà thần đức muốn đem đến cho các bạn để các bạn có thêm một cái cách suy nghĩ là những gì bây giờ thực sự mình nói là chưa phản ánh được sau này sẽ ra sao đó chính là liên quan tới nền kinh tế của Hoa Kỳ và các bạn thấy là một trong những ví dụ điển hình là Best Bath and Beyond đã ra quyết định là trong vòng 2 năm tới đây họ sẽ đóng khoảng chừng là 200 tiệm. Tại sao? Thì mới đầu cái bài viết này nói là cái số cái số lượng thu nhập của họ đã bị giảm xuống gần như là phân nửa 49% trong cái quý 1 của năm 2020 này. Thì các bạn có thể tưởng tượng được là một công ty mà bán hàng hóa Bed and Beyond là một tiệm mà bán đủ thứ cái hàng hóa như là các bạn có thể mua kem đánh răng, các bạn có thể mua gói giường giống như là một cái siêu thị các bạn có thể mua đồ thì đương nhiên những gì đã xảy ra trong cái quý 1 dẫn đến việc là Bed and Beyond cái siêu thị này bị thất thoát là 49% thu nhập là một điều cũng không gì gọi là quá quá bất ngờ tại vì đâu có ai uh, đi những cái siêu thị trong mấy tháng uh, mà bị ở nhà nhưng mà một điều mà các bạn phải đọc kỹ khi mà mới thấy được là tháng 4 và tháng 5 ở Bed Bath Beyond họ đã có thu nhập online có nghĩa là bán hàng online họ đã có thu nhập tăng hơn 100% có nghĩa là chúng ta nhìn kỹ lại thì tuy là cái thu nhập ở trong tiệm bị giảm 5% nhưng mà người ta ở nhà người ta mua đồ trên mạng đã thu nhập hơn 100% có nghĩa là công ty này bây giờ vẫn không có phải là trên bờ vực là bị phá sản mà họ chỉ muốn đóng cửa những cái tiệm tại bây giờ là họ muốn phát triển bán hàng online và điều này đương nhiên là sẽ giảm đi chi phí của công ty rất là nhiều các bạn thấy là không có uh, tiệm thì không cần phải trả mặt bằng không cần phải mướn người quản lý không cần phải mướn nhân viên uh, quản lý những cái tiệm cho nên đây là một điều mà sẽ có lợi lâu dài đối với những công ty như là beta and beyond cho nên đây cũng là một cái ví dụ cho các bạn thấy được là dịch bệnh này sẽ dẫn đến là cơ hội cho một số công ty họ có thể là thay đổi cái mô hình hoạt động của mình để có được lợi nhuận và những công ty nào mà có thể nhanh nhẹn thay đổi được mô hình hoạt động của mình thì có thể là sống sót qua được cái thời kỳ dịch bệnh này những công ty nào mà không làm được điều đó thì sẽ những công ty mà sẽ phải ở lại và có thể là không qua được cái đợt này và tổng cộng cho đến ngày 30 tây tháng 5 cái số siêu thị tổng cộng của Bad and Beyond là 1478 siêu thị tổng cộng và có 955 shop nghĩa là những cái siêu thị nhỏ hơn cho nên bây giờ họ đóng 200 cái siêu thị trong vòng 2 năm tới đây thì một con số là chiếm cái tỷ lệ là các bạn thấy là Khoảng chừng là 1.600 tiệm đi Thì 200 tiệm thì con số mà họ đóng là cũng hơn 10% Đây là tình hình liên quan tới Pepatumion Tuy nhiên sau khi đóng tiệm thì những người đó sẽ bị thất nghiệp Kế tiếp chúng ta thấy được là cái tình hình mà tệ hơn Đó chính là công ty United United là công ty hàng không của Hoa Kỳ Và họ đã ra một cái thông báo là có thể Có thể thôi, họ chưa có sa uh, thải nhân viên Mà có thể là họ sẽ sa thải 36.000 nhân viên trong thời gian tới đây, tại vì bây giờ là thu nhập của những hãng máy bay là còn rất là thấp, mình thấy được là tuy là người dân bây giờ cũng đã đi máy bay lại, máy bay không đã mở cửa để mà bay nội địa, nhưng mà cái số lượng người đi vẫn còn rất là thấp và khi mà công ty United này lấy cái số tiền mà nằm ở trong cái hỗ trợ là 25 tỷ đó, thì cái số 25 tỷ đó là nói là không được trả thải nhân viên nhưng mà chỉ cho đến ngày 1 đến tháng 10 có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy tình hình mà tệ hại cho những cái công ty hàng không thì có thể là qua ngày 1 tháng 10 họ sẽ sa thải nhân viên và cái số nhân viên rất là lớn các bạn thấy được là United đã nói là có thể sa thải tới 36.000 nhân viên cho nên họ khuyến khích những cái nhân viên nào mà đã đến cái tuổi về hưu mà muốn về hưu sớm thì họ sẽ lo cho những nhân viên đó về hưu sớm để cho người ta có thể là không có bị sa thải sau này nhưng mà đây là tình hình của những cái hãng máy bay nói chung và United nói riêng và không chỉ riêng là những công ty hàng không mà các bạn thấy được là nhiều công ty trước khi mà dịch bệnh xảy ra thì họ đã gặp nhiều khó khăn mặt tài chính bây giờ dịch bệnh xảy ra thì cái cơ hội mà họ có thể là tiếp tục hoạt động kinh doanh lại giảm đi rất là nhiều nhưng chúng ta thấy là trước khi dịch bệnh xảy ra thì những cái nơi như là nhiều cái mall đã rất là ế ẩm những cái nơi như là rạp chiếu phim cũng rất ế ẩm và những cái nơi vui chơi như là Six Flags cũng đã rất là ế ẩm đây là những cái nơi mà các bạn có thể đến để mà chơi những cái tàu lượn vòng giống như là Disneyland nhưng mà dành cho người lớn Disneyland thì vẫn còn là một cái địa điểm rất là nổi tiếng và dành cho con nít nhưng mà Six Flags là thường chỉ dành cho những người mà lớn thì như là những cái teen vào đây để mà chơi những cái trò nguy hiểm thì Six Flags cũng đã gặp nhiều khó khăn trước khi dịch bệnh và dịch bệnh này thì có thể dẫn đến là những công ty này bị phá sản những cái mall, uh, mo các bạn thấy là cũng đã có một số mo đóng cửa hay là những gặp chiếu phim có thể là lần lượt đóng cửa sau này tại vì trước dịch bệnh thì họ đã gặp khó khăn sau dịch bệnh này đã khiến cho công ty của họ không thể chở mình được và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay liên quan tới tình hình tài chính nói chung. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này. Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là link Facebook và link Telegram hay là link Twitter. Và nếu như bạn là một trader ở trong trường crypto mà các bạn muốn tham gia một sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital Chứ bạn có thể tìm thấy những ưu đãi cho sàn margin fx và sàn margin bybit hay là các bạn có thể tìm thấy ưu đãi dành riêng cho sàn binance và sàn coinbase đây là những cái ưu đãi dành riêng cho những bạn nào mà tham gia thông qua link của thuận capital và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn